This is Radio Free Asia. Kính thưa quý thính giả, ngày mai thứ Năm 25 tháng 11 là ngày lễ tạ ơn ở Mỹ. Tại rất nhiều gia đình người Việt định cư ở Mỹ, những ngày lễ này cũng được chào đón chẳng kém gì ngày lễ Tết ở Việt Nam. Nhiều người lúc mới sang Mỹ thì cảm thấy lạ lẫm với lễ tạ ơn, như chị Trang mới theo chồng sang định cư ở Virginia hơn 2 năm nay cho biết. Christmas thì ở Việt Nam biết, cái Thanksgiving ở Việt Nam không có biết. Những người tiên sang thì em rất là bỏ lỡ về cái Thanksgiving này. Việt Nam với mình không có cái ngày này, không có ngày tạ ơn trời đất gì hết. Đối với những người đã định cư lâu năm ở Mỹ thì việc chào đón những ngày này đã trở nên quen thuộc. Ký giả Triều Giang của báo Ngày Nay tại Houston nói: Bây giờ trong gia đình của tôi coi như cái ngày lễ này cũng là một ngày lễ quan trọng trong năm. Chính như ngày lễ tạ ơn nó cũng có nhiều cái ý nghĩa trong đó, mà cái ý nghĩa quan trọng đó là cái ngày mình cảm ơn tất cả những người đã làm ơn cho mình. Trong ngày lễ tạ ơn tại Mỹ, các gia đình thường sum họp và làm một bữa tiệc lớn với các món ăn truyền thống như gà tây nướng, khoai tây nghiền, khoai lang, nước sốt, bánh nhân bí rợ. Đây cũng là ngày mà người phụ nữ rất là bận rộn vì phải chuẩn bị bữa cơm lớn cho cả gia đình. Tuy nhiên, những ngày lễ này ở Mỹ cũng đem đến cho chị em phụ nữ Việt Nam, những người sinh sống tại Mỹ, những cảm nghĩ rất là khác nhau. Người mới sang thì nhớ nhà vì thấy cảnh các gia đình sum họp chẳng khác gì ngày Tết bên Việt Nam. Chị Trang nói: Thì nó cũng giống ở Việt Nam, mà nhưng tính trẻ rất là buồn. Tại vì mình xa quê hương thì mình không có ba mẹ, chỉ sống ở bên người thân, ở bên chồng hoặc là người thân ở bên nước Mỹ mình mới quen thôi. Trong khi đó, chị Hồng đã định cư tại Mỹ hơn 20 năm thì lại nói gia đình chị chờ đón ngày lễ này còn hơn cả ngày Tết ở Việt Nam, vì đây là dịp mà cả gia đình chị sum họp. Thì mình cảm thấy cũng giống như là mình làm trong một cái thời gian, giống như cả năm thì mình cũng làm, thì cái ngày đó mình được nghỉ ở nhà, rồi chơi với con, rồi chồng này kia, rồi mình nấu những cái món giống như là ngon này kia cho chồng, rồi cháu này anh chị được tới chơi là chung vui vậy đó, thì thấy cũng vui. Lễ tạ ơn ở Mỹ được chọn là ngày thứ 5 của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11. Đây là ngày để người ta bày tỏ sự biết ơn đối với Thượng Đế, đối với người thân trong gia đình, cùng những người bạn bè, với những gì mình có được cả về vật chất lẫn tinh thần.